Xin chào các bác đã đến kênh YouTube của shop hàng Nhật 87 Lăng Hạ. Hôm nay shop em mới về chiếc tủ lạnh nội địa Nhật của hãng Hitachi. Đấy, con này là con 6 cánh, 5 ngăn độc lập, hàng mặt gương nhá các bác nhá. Đây là hàng một trong những các mẫu VIP của hãng tủ lạnh Hitachi. Tủ lạnh Hitachi thì các bác biết đấy, thương hiệu là nó đứng đầu về tủ lạnh của nội địa Nhật rồi. Đấy, con này em nhập về là hàng dùng nước các bác ạ. 6 cánh. Các bác nhìn nội thất này, hàng rất là trắng đẹp, còn nguyên mới này. Đấy, em xin giới thiệu cho bác từ bên ngoài và bên trong. Đấy, đây là ngăn bảo quản ngăn lạnh nhá. Đấy, còn đây là ngăn làm đá rơi này, ngăn đá này. Đấy, đá rơi em vừa test được một tiếng trước này, đá đã rơi rồi nhá. Làm đá tự động này. Đấy, khi các bác vào mùa đông các bác không dùng đá thì các bác có thể tắt cái ngăn này đi. Ngăn này sẽ thành ngăn đông lạnh. Các bác để kem hay để những cái đồ khô, đồ thực phẩm khô ấy. Đây, ngăn này là ngăn, bọn em gọi là ngăn kem, cũng là ngăn đông lạnh. Thì mình có để bảo quản đồ khô ấy, đồ, ở chế độ đông lạnh ấy, như kiểu sữa chua này, kem này. Đấy, các bơ, lạc gì đó. Đây là ngăn đông lạnh để thực phẩm như kiểu thịt cá này. Đấy, để đồ tươi thì khá, thịt cá mình có thể để đông lâu ngày. Ngăn rất là lớn nhá, rất là sâu này. Đấy, nó phân tầng này rất là, các bác có thể để rất là bố trí rất là khoa học luôn. Ở dưới này mình những đồ nào mình dự trữ lâu ngày hơn thì mình để dưới, còn này thì mình để các hộp. Đấy, các hộp này phần trên này có để, mình có để những cái đồ mà mình sử dụng trong thời gian gần này. Đấy, ngăn dưới cùng là ngăn rau. Đấy, ngăn này có cái đèn là nó màu vàng, nó giả lập quang học để giúp rau bảo quản lâu hơn mà tươi mà không bị mất chất. Em đảm bảo các bác là các bác dùng rau này, các bác để đến nửa tháng cho em thì rau vẫn tươi ngon nhé, nó không bị úa, không bị ổng, không bị đóng tuyết như tủ lạnh Việt Nam đâu. Đây là họ thiết kế cũng rất là bố trí rất là khoa học. Đấy, mình đây để các củ quả ở đây, như có cải như đấy, bên dưới này để các rau này, đấy, hoa củ quả này. Đấy, rất là khoa học luôn. Hàng này hàng nội địa Nhật nên là các bác đều là hàng tủ inverter ấy nhá, dùng tiết kiệm điện. Đây em xin hướng dẫn các bác các menu này mà điều khiển cảm ứng này. Đấy, nhìn rất là sang trọng luôn, các bác dùng này rất hiện đại. Đây là chế độ bật chế độ tiết kiệm điện này. Đây là điều chỉnh nhiệt độ của ngăn làm lạnh, ngăn bảo quản này. Đây là chỉnh chế độ của ngăn đông lạnh này, đây ngăn đông lạnh này. Còn đây là điều chỉnh chế độ làm đá rơi. Đây ví dụ làm đá rơi nhanh này, đây là tắt chế độ đá rơi này, làm đá rơi tiêu chuẩn này. Đây điều chỉnh chế độ ngăn hút chân không, ngăn đây điều chỉnh các chế độ làm lạnh nhanh hay làm lạnh nhanh của toàn tủ này. Đây làm lạnh nhanh của ngăn rau này. Đấy, còn mình tắt đi thì nó chuyển sang chế độ eco, chế độ tiết kiệm điện nhé. Còn đây là mình có thể điều chỉnh được các chế độ làm lạnh của ngăn đông mềm. Đây ngăn đông mềm đấy nhé các bác nhé, ngăn đông mềm, ngăn chân không, ngăn chân không, đây ngăn hút không. Đấy, mình sử dụng đồ này mình để những cái đồ thịt cá làm sao nó không bị, nó hút hết chân không ra, nó không bị quá trình oxy hóa nên bảo quản lâu hơn mà nó giữ được cái độ ngon, độ tươi chất, hàng độ tươi của thực phẩm này, như thịt bò, cá hay hồi ấy. Đấy, và đóng lại. Đấy, thì có lúc mở ra thì nó bị xì hơi. Đấy, chế độ chân không ấy. Đây là còn con này đời năm 2019 các bác nhá. Dung tích là 517 lít. Đấy, có mã là G5200. Con này có kích thước là cao là 1m82, rộng 69 cm và sâu là 64 cm. Đấy, các bác thiết kế nhìn tủ 6 cánh rất là tiện hơn. Lúc mình mở cửa ra này, nó không bị chiếm nhiều diện tích như các tủ 5 cánh mình mở một bên ở hai, với lại nó tiết kiệm được cái khay ở khay hai bên này. Đấy, còn ở bên trong nhựa của nó là cường lực, các bác có để lặng thoải mái, không bị sợ vỡ đâu các bác ạ. Đấy, đây là ngăn làm nước, làm đá, cho nước và làm đá rơi ấy. Đấy, chế độ bọn này là bọn Hitachi này là chế độ khử khuẩn AG cộng ấy, nên là khử khuẩn khử mùi, 5 ngăn độc lập nên là không bị sợ ám mùi với nhau nhé. Đấy, con này bên em đang bán với giá là 42 triệu, kèm đổi nguồn và vận chuyển lắp đặt trọn gói tại khu vực Hà Nội hoặc lân cận, có bán kính là 50 km. Đấy, hàng bọn em bảo hành trong vòng 15 tháng, 3 tháng lỗi 1 đổi 1, nên các bác yên tâm sử dụng, hàng cam kết nguyên bản nguyên zin.
Đấy, hàng này dùng các bác dùng đến hàng chục năm nó cũng bị hỏng, bảo quản thì vừa dùng vừa chơi. Đấy. Con này bên em sẵn một chiếc các bác nhé, màu vàng cát. Đấy, bác nào có nhu cầu mua tủ lạnh về để dùng hoặc nâng cấp tủ lạnh từ dung tích lên thì các bác có thể liên hệ với bên em. Bên em có rất nhiều các tủ lạnh Panasonic này, Hitachi mặt sơn này, có giá mềm hơn một chút này, thì em sẽ giới thiệu ở video clip tiếp theo. Các bác có thể nhu cầu thì có thể qua xem trực tiếp tại số nhà 68C ngõ 87 Láng Hạ, Hà Nội. Đấy, em cho các bác qua trải nghiệm thực tế luôn, hoặc liên hệ với bên em qua số điện thoại 0937 445 30 hoặc 0987 666 809. Em xin cảm ơn các bác.